Chào mừng các bạn đến với chương trình Học tiếng Anh Online được thực hiện bởi Audiobook for the Fly. Sĩ ơi, chê bài người khác nó sao? Ủa là sao? Chê bài what? Chê bài. Oh, chê bài là gì vậy? Sĩ không biết chê bài người khác dùng từ gì? Sĩ xấu trai quá. Nói xấu à hả? Nói xấu người khác dùng từ gì hả? Okay, all right. Nó có một cái từ it's called bad man. Well, làm như nói xấu làm như hôm qua siết nhìn vậy bảnh trai vậy đó mà he flirt he cô gái nhiều lắm. Yeah, phải vậy không? Yes. Something like that. Or siết vậy mà không phải vậy, siết là người tốt mà thật sự hi ở ngoài tốt hơn nữa, đẹp trai hơn nữa. No, yeah. Is it like that? Okay, so Jay Biden nói xấu không? Nói xấu phải không gì? Okay, alright. Nói xấu is called nó có hai cách dạy chữ. Một là bad mouth. It's called bad mouth. Okay. Ví dụ he bad mouth me. Chê bai không có nói xấu. Chê bai đồng nghĩa nói xấu ha. Huh. Vậy cái đó là gì? I'm not too sure. What is that? Yeah, bad mouth có thể là động từ luôn đó. Yes. Sick is handsome, but then someone said you're ugly. Okay. Oh, jeez. Alright. So he, I guess. He bad-mouthed me. Yeah, bad-mouthed him. I guess bad-mouthed nói xấu. Okay, này là nói xấu. Cái này là informal. Còn talk behind someone's back. Cái này là nói xấu mà nó trịnh trọng hơn. Say that. Yeah, so sorry. Chê bai hả? Sĩ không biết chê bai. Sĩ thật sự đó gì chỉ biết cái chữ chê bai là gì nữa. I'm not too sure what is chê bai. Let me look in a dictionary. Chê bai hả? Okay, all right. Let me check the dictionary, okay? Để sĩ coi dictionary kia như nói gì. What is chê bai? The picture of yours. Với lại the picture of you. Cái nào dùng? Đúng vậy. Tomato. All right, so the picture of yours là cái hình của bạn, là cái tấm hình này. Là bạn là cái người chủ của tấm hình này. Tuy rằng tomato không có trong tấm hình đó. Cái đó là của tomato. Tomato vừa chụp, vừa rửa ra. So the picture is yours. Còn the picture of you là thực sự tấm hình đó có mặt tomato trong đó. Tomato trong tấm hình đó. Okay, so hai cái nó khác nhau là gì đó, tomato. Yeah. Alright, so Jay bye. Oh, to disparage. Okay. It's called, okay, so Jay bye. Nó là disparage. Right? Okay, disparage là mình hạ thấp cái người đó. Là như cái người đó đang khen mình, cái người khác nhảy vô đấy. Sếp thật sự vậy cũng đâu có gì đâu. Vậy đó phải không? Right, he đẹp trai đâu phải 10 đâu, he đẹp trai khoảng 9.5 thôi. Okay, cái đó là disparage. Yes, okay. So, disparage. Yes, là mình hạ thấp cái người đó xuống. Okay, so look down. Look down là làm như coi thường người khác. Cái đó không phải là chê bai, nó có thể gần cái trong gia đình.
của cái chữ đó, but look down là như cái người đó nghèo, cái người đó có cái gì đó mình khi dễ họ. You look down on them, mình nhìn xuống họ, cái đó là mình đang chảnh với họ. Disparage có thể là một cái câu gì đó làm cho cái người đó hạ thấp cái người đó, hoặc là cái câu gì đó phê bình công việc của người đó. Yeah. So I guess disparage. Yeah, I guess. Trong Google dịch disparage là phí bán hả? À, trời ơi, sẽ không biết nữa. Ryan, I have no idea. But yeah, decry, huh? I'm not sure, Missy, decry. I don't know, Lee. I'm not too sure. Yeah, I think it's disparage. I think disparage is probably the best. I think J Balvin, look at that film. Yeah, just disparage. Exam, well, examination. Có gì khác nhau không? Missy, so my examination, yeah, cái này nó khác nhau gì ta? Missy, nếu thi á, là exam. Động từ cũng là exam. Examination là cái sự mình đang xét cái gì đó ra. My exam, see? Yeah, người Mỹ họ cũng dùng, cũng giống y hệt vậy à. Có thể abbreviation, hả? Yeah. Let me see. Well, xin biết chữ exam. Exam, nó có thể là động từ. Okay. And then exam, nó có thể là để thi. But examination, nó cũng vậy luôn. Yeah. So, examination là cái này là danh từ, right? But cái chữ exam cũng là danh từ đó. But cái chữ exam là rút ngắn lại cái chữ examination thôi à, chứ không có gì mà khác nhau á, really. Yeah, so exam là viết ngắn của examination. Yeah, đúng rồi. So, let me see. During my examination. Yeah, that's the same. Okay. So, nói về nè. Nếu exam mà dùng danh từ thì nó examination với là exam giống nhau. Okay. And then nếu mà động từ thì nó exam thôi. Này là động từ. Okay, so there you go. Yeah, that makes sense. Người phương Tây có thói quen dùng bột ngọt không? No, nấu ăn họ không có dùng bột ngọt. Mà cái đồ mà họ thấy, đồ ăn mà dùng kỹ nghệ đó thì họ dùng bột ngọt. Ví dụ KFC. KFC thật sự cái bột 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 chiên của họ, bột rán của họ có bột ngọt trong đó. Những cái khoai chiên mà họ ép lại, những cái khoai chiên mà mỏng mỏng á cũng có bột ngọt trong đó. So những cái đồ ăn mà cái kỹ nghệ làm sản xuất nhiều thì có bột ngọt. Còn người Mỹ khi mà họ nấu ăn ở nhà thì không có bột ngọt. Alright. Our products are of the best quality. Đây là loại câu gì? Từ of sao lại dùng sau adjective? Our product are of. Yeah, cái chữ of là cái giới từ thôi à. Cái đó là những cái sức phẩm, phải không? Cái sức đồ mà mình sản xuất ra đó là của trong những cái thượng hạng, cái đồ ngon. Yeah, so cái này là grammar vậy thôi, cái này giới từ thôi à, là nó của trong cái phần mà phần tốt á, cái phần mà thượng hạng đó. Cho mày đúng. Alright, I go by name. Ví dụ, I go by sunset, I go by sing, I go by tail. Yes, đúng rồi. I go by, yes. So cái chữ I go by á là mình có thể một cái tên gì đó, cái người khác có thể kêu mình. Ví dụ như vậy nè. My name is Kenny, but I go by đẹp trai. Ok. Tôi muốn người ta gọi tôi là đẹp trai, vậy đó.
like that. Hoặc là có người nào tên rất là dài, ví dụ là my name is Elizabeth, but I go by Liz. Cho nó ngắn, like that. Okay. Yeah, so go by is mình đi một cái tên khác. Yeah, nó như một cái tên khác người mà mình muốn người ta gọi mình vậy đó. Yeah. Còn anh ấy thì nó là he goes by cái gì đó. Okay. Is that okay? So how about bright and early? Yes, like a nickname. Đúng rồi, that's sunset. That's right. Yes, like a nickname. Yes. Bright and early dùng trong câu làm sao sunset. Sơ ơi phân biệt dùm Alice với lại Alex. Này nghe kỹ đó nha. Tăng tăng đạt. Alice. Alex. Thấy bị đứng cái hơi lại không? Alex. So cái thứ nhì. Alice là cái đầu tiên. Sĩ ơi, trong một phiên toàn thì cái người được gọi là dependent được hiểu là sao? Mới đầu cái phiên toàn là cái gì? So a dependent. Ok. Cái chữ các bạn biết cái chữ independent không? Phiên tòa hả? Sẽ không biết cái phiên tòa là gì hết. Independent là cái tòa án rồi đó hả? Ok. Tòa án. Defendant chứ không phải dependent. It's called defendant, right? Cái nào? Defendant hay là dependent? Tại tiếng Anh nó có hai chữ luôn. Which one? Có xíu không? Nơi xử án. Ok, nơi xử án là defendant. Defendant. Ok. Defendant. Alright, so cái chữ defend là bảo vệ, đỡ lại. Offense là tấn công. So defense, bảo vệ. Offense là tấn công. Cái người mà bị cái người khác tố cáo mình á, làm như người ta tố cáo xếp là người đó tàn nhẫn lắm này kia kia nọ, xếp nói tôi đâu có đâu, tôi thiệt mà đâu có đâu này kia kia nọ, đem ra tòa đấy, tôi đâu có mắc nợ đâu. Cái người mà đỡ lại đó là defendant. Còn cái người mà đem ra để kiện người khác á là plaintiff. Ok. So defendant người đỡ, plaintiff là cái người đem ra tòa. Đấy. Protect với lại defend khác nhau không? Yeah, nó cũng giống nhau à. Yeah, it's the same. Cái defend thì nó hơi động từ một tí xíu, nó hành động hơn. Còn protect nó không có hành động bằng. Okay. Sẽ rồi giúp phân biệt cái từ nest với lại next. So cái chữ nest thì không có ngắt cái hơi ngay chính giữa này, nghe kỹ nữa nha con. Nest. Còn cái chữ kế nè, next. Thấy thấy bị đứng hơi không? Next. Yeah. So defendant là bên bị tố cáo. Yes. Ngày độc lập là gì? Là indie. Independence Day là ngày độc lập. Cái từ đó zoom su civilization nói chậm nha, civilization. Nào người Mỹ có thể phát âm là civilization mà nếu nó nhanh thì civilization. Civilization. Alright. You drive me crazy. Help me. I'll pay sick a million. Okay, sure, sunset. Civilization. Yes. Đúng rồi, sunset. Yes. Good. Alright. What else? Nước Anh không có ngày độc lập. Có không vậy? I don't think so, hả? Đúng rồi, hầu như. Nước Anh không có. Có nhiều nước không có độc lập. You drive me crazy meaning là gì? Là bạn làm tôi nổi điên lên. Drive là lái, mình lái vô cái con đường điên khùng cho người ta. Là mình làm cho người khác điên, ok? All right.
Yeah, nước Anh hả? Well, actually hồi đó giờ nước Anh thì như có đồ họ nước Anh chị em. Actually có là Roman, La Mã, Latin đồ họ nước Anh. Nước Pháp hồi đó cũng đồ họ nước Anh lần. Okay. What else? Right, các bạn có thắc mắc gì nữa không? Do you have any question? Yes, no? Patrons là những cái người mà khách hàng á. Cái từ đó từ văn chương một tí xíu. Sếp phân biệt cái chữ speak với chữ say. Alright. So cái chữ say thường khi á nó hay kèm theo những cái lời gì mà cái người kia nói mình lắm. My mom says I'm handsome. Okay, like that. Yes, Kwan, of course. Đó, dĩ nhiên là mình lắm á. Right, so my mom says I'm handsome. Đó, cái chữ say thường khi nó có một cái lời gì cái người khác nói mình. Okay. My boss said that I'm fired. Okay. Còn speak thì nó trịnh trọng hơn, với lại nó có một cái một hướng thay, một 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 chiều thay, với lại không có nói về cái gì mà người khác nói mình. Và so cái chữ speak nó làm như mình số nhiều. Okay, ví dụ là Obama spoke to us like that. Nói chuyện cho nhiều người nghe. Với lại nói một người phát biểu, cái người kia ngồi nghe cho thôi. Thường khi không có kèm theo những cái lời nói mà cái người kia nói chuyện mình. Rồi hai cái nó khác nhau là vậy đó. Đấy. All right, you're welcome. Do you still using Olay? Six still use... Well, cái câu của Sun sẽ đúng, cái câu của Khoan cũng đúng, một sai một tí xíu là six still... Well, six still uses Olay. Okay. So, hai cái nào cũng ok đó. That's fine. Shake on it. Shake là lắc. Lắc là cái gì? Lắc là lắc bằng tay. So shake on it là bắt tay, là shake hand á. Shake hands là bắt tay ha. So shake on it là bắt tay một cái lời nói gì đó. Làm như sếp hứa sunset là ngày mai sếp sẽ sunset 1 triệu đô la. Cái xong sunset nó là ok, let's shake on it. Yes, vẫy tay. Cái xong rồi sếp với sunset bắt tay. Hứa lời là ngày mai sếp đem đến sunset 1 triệu đô la. Ok, alright, yes, xong rồi xíu bỏ nước đi luôn, bỏ xíu đi. Constantly với lại instantly sử dụng như sau. Sure, constantly là luôn luôn, lúc nào cũng có. Constantly, người đó nói chuyện constantly, không có ngừng. Constantly, instantly là có liền. So instantly là có một cái sự có liền tại chỗ. Làm như cái người nào một cô gái đẹp búng tay một cái là siết có mặt liền. Ok, instantly. Alright. Ok, alright. Go with the flow là cuốn theo cái chiều chiều gió, rồi gió thổi hướng nào mình theo hướng đó. So go with the flow. Lấy đừng có cản trở cái gì đó, mình đi theo cái hoạt động. Okay. There is a lot of pressure in school. Get you a lot. Okay. There are many passers-by. So, okay. Sao câu dùng there is mà câu dùng there are? Ok, sure. Nụ cười. So tiếng Anh nó có cái countable noun là những cái danh từ mình đếm được. Uncountable noun là những cái danh từ mà mình không đếm được, phải không? Làm như cái gì mình đếm được, xe hơi, con người này kia kia nọ. Còn cái những mà không đếm được làm như tình yêu, sự ham muốn này kia mình không có đếm được. Đường, muối, gạo.
nước mắm, nước tương, cái đó không có đếm được, right? Có thể mình đo được mà không có đếm được. So pressure là uncountable, cho nên there is a lot of pressure. Mà passers-by thì đếm được, cho nên there are passers-by. Okay? Alright. Có phải there is dùng với danh từ số ít, there are với từ số nhiều? So cái noun mà uncountable thường khi there is. Yes. Okay. Okay, đếm được là is, không đếm được là còn đếm được là are. Ok, nhìn nào. Ok, đếm được có thể is, có thể are, tùy theo số nhiều số ít. Không đếm được đa số, không phải 100%, đa số là is. Ok. Alright. Welcome back, Di. Di nghe chưa? Can you hear me? Yes. Rồi, các bạn có thắc mắc gì nữa không? Do you have any question? Yes, no, maybe, maybe. Earlier, before, lately. Như sao? Okay. Earlier là lúc hồi nãy còn sớm. Ok, lúc hồi nãy còn sớm. Before, lúc trước, không biết hồi nào mà trước nữa. Ok, lately là gần đây. So lúc hồi nãy, lúc nãy, trước đây, gần đây, ba cái nói khác nhau là vậy đó. Alright, xí khoái mấy cái từ mà working, broken lắm. Mấy cái từ mà các bạn thấy có ba cái đó là go, when với lại gone đó. Mấy cái từ này là mấy cái từ cổ điển của tiếng Anh hồi xưa, cái gốc của nó tiếng Anh hồi xưa. Nếu mà các bạn đọc những cái bài thơ mà hồi xưa họ viết cả ngàn năm trước mà cái dùng mấy cái từ tiếng Anh không á, không có ảnh hưởng Latin, Hy Lạp rồi tiếng Pháp, nghe tiếng Anh nghe nó đã lắm, nghe nó gọn gọn hơn à, cái từ nó có một hai hai âm à. Alright. Back to square one là gì? Là trở lại đó. Là trở lại bước đầu. Yes. Sunset. Cái đó là nghĩa là trở lại bước đầu.